Xin chào mình, chào anh em Mình là Eric trong những lần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về kiểu dữ liệu tuple rồi hôm nay trong video này mình sẽ giúp các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một loại dữ liệu mới nha nó có tên gọi là i5 ở đây nhiều bạn có thể không biết Tuy nhiên là là cái từ i5 này có nghĩa là liệt kê các bạn có thể liệt kê từng cái một thì đây chính là ý nghĩa của nó nếu như rằng là các bạn muốn dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh nha một điều thứ hai các bạn cần phải biết đây chính là là về cái thằng i5 này các bạn này nó có rất nhiều cách sử dụng cũng như rằng là tùy mục đích sử dụng của các bạn nó là như thế nào thì mình sẽ để luôn một cái đường link chính thống của thằng i5 này các bạn có thời gian thì các bạn có thể đọc thêm về cái thằng này nha trước tiên thì ở đây thì chúng ta có một phần rất là hay để chính rằng là, là thông thường ấy Ờ, cái thằng i5 này thì giống hệt như thằng constant thôi Lát nữa thì mình sẽ đi so sánh thằng i5 và thằng constant để cho các bạn thấy được điểm khác biệt giữa hai thằng này Ở đây có một vấn đề đấy chính rằng là, là đối với thằng TypeScript chúng ta sẽ sử dụng cái thằng i5 này như thế nào Để khai báo một cái thằng i5 này các bạn này Chúng ta rất chỉ dễ thôi đấy chính rằng là, là các bạn sẽ dùng cho mình cái keyword i5 Tiếp theo nữa đấy chính rằng là, là chúng ta sẽ cần phải đặt tên cho cái i năm của chúng ta và có một điểm đặc biệt đấy chính rằng là, là chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái dấu ngoặc nhọn nha các bạn. Chúng ta sẽ đóng mở ngoặc nhọn và bên trong đấy để chính rằng là, là giá trị i năm các bạn muốn. Ở đây thì mình sẽ đi vào ví dụ và chúng ta sẽ thực hành thì mình nghĩ rằng là nó sẽ hay hơn so với việc chúng ta đi phân tích lý thuyết ở đây. Trước tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái folder lesson 14 nha. Và bên trong này thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái file có tên gọi là lesson14.ts như thế này. Trước tiên thì ở đây thì để định nghĩa một thằng i5 các bạn sẽ dùng cho mình keyword i5 này. Ví dụ ở đây thì ở đây thì sorry các bạn nha, các bạn chờ mình xíu để mình mình tăng cái font size thằng này lên thì trong lúc mình code ấy Ờ cá nhân mình thì khi mình làm dự án riêng của mình thì mình hay để font size chữ nhỏ để mình có thể nhìn thấy nhiều hơn. Tuy nhiên rằng là khi hướng dẫn các bạn thì mình hay mình sẽ cho cái font size của chúng ta to hơn. Ví dụ ở đây thì sau này các bạn nên làm ví dụ nha. chúng ta có một cái trạng thái ví dụ như rằng là để minh họa cho việc ở các bạn các bạn gọi API chẳng hạn thì thì mình sẽ cho nó một cái gọi là API này. API status nha các bạn đây này. status nha. Mình sẽ đặt cho nó một cái như thế này. Đấy, rồi. Trước tiên thì các bạn sẽ cho mình một cái một cái như thế này nhé các bạn. Các bạn lưu ý rằng là đối với thằng TypeScript chúng ta đã định nghĩa thành ra rằng là chúng ta không có cái dấu bằng nha. Uh, tiếp theo nữa thì chính rằng là, là khi gọi API thì đầu tiên thì các bạn sẽ thường gọi là pending đúng không nào uh, trạng thái đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái là pending đúng không pending này uh, mình sẽ để là pending đúng không nào sau khi mà đã pending rồi thì uh, nó sẽ có một trạng thái nữa để chính rằng là, là API trả về kết quả cho các bạn thì mình sẽ cho nó một cái để chính rằng là, là uh, fulfill như các bạn fulfill này uh, không biết rằng là uh, mình viết như thế này có đúng không nhỉ từ full này hình như là có một chữ l thôi và cuối cùng đấy chính rằng là, là nếu mà trong trường hợp mà các bạn uh, API của chúng ta bị thất bại thì chúng ta có cái reject đúng không? thì đây chính là ba trạng thái nếu như rằng là bạn nào đã dùng cái thằng uh, promise rồi thì uh, mình tin chắc rằng là khi mình uh, mình gõ như thế này thì uh, các bạn sẽ nhìn thấy quen thuộc thôi đúng không nào? ở đây có một vấn đề nó là như thế này các bạn này. Um, cá nhân mình ấy, cá nhân mình đi làm thì uh, mình biết tới thằng in 5 này khi mình học ngôn ngữ Java nha. Mình học ngôn ngữ Java thì có thằng này như các bạn và mình dùng khá triển nhiều đối với thằng Java. Còn sau này thì uh, khi mình làm frontend thì đôi khi ấy, uh, có một điểm đặc thù của cá nhân mình đấy chính là là frontend của mình, uh, frontend của mình mình code với TypeScript và backend của mình mình dùng Java. Thành ra rằng là việc mà mình dùng in 5 ở phía frontend ấy và phía backend thì nó giống hệt nhau thành ra rằng là nó có rất nhiều tác dụng cho mình còn nếu như rằng là các bạn chỉ dùng mình phonen với thằng TypeScript thôi thì mình nghĩ rằng là thằng in năm này nó không có nhiều tác dụng lắm đâu các bạn ờ, bởi vì rằng là nếu mà chúng ta chỉ dùng như vậy thì nó chỉ có tác dụng giống hệt như việc mà các bạn khai báo một cái constant thôi nha ờ, thằng in năm ở đây thì các bạn hiểu rằng là giống hệt như việc các bạn khai báo một cái constant thôi điểm khác biệt dễ dàng có thể nhận thấy nhất của thằng in năm so với thằng constant đấy chính là là các bạn có thể nhóm từng cái thằng in năm lại đúng không nào Bây giờ có một câu hỏi các bạn này Đấy chính rằng là tại sao chúng ta lại khai báo như vậy Ví dụ như thế này nha các bạn Ví dụ ở đây thì các bạn sẽ cho mình một biến nha ví dụ như thế này, mình sẽ cho một biến A đi Mà mình sẽ cho một biến A1 như thế này Và ngay tại đây thì mình sẽ gán thì các bạn Các bạn lưu ý rằng là khi chúng ta định nghĩa như thế này này Chúng ta gọi tên từ tăng e 5 Và các bạn sẽ dùng cho mình dấu chấm nha và ở đây thì nếu như rằng là nó không gợi ý, nó không nó không mở ra cho các bạn cái pop up ấy thì các bạn nhấn cho mình phím control và dấu cách nha. Thì ngay lập tức thì nó sẽ mở ra pop up như thế này. Các bạn thấy rằng là khi chúng ta dùng thằng i ấy thì ngay lập tức thì cái ở đây nó gợi ý các bạn này. Và nếu như rằng là các bạn dùng cho mình cái dấu gọi là các bạn dùng cho mình dấu mũi tên ấy, các bạn nhìn cho mình nha. Các bạn nhìn ở đây này và các bạn nhìn thấy ở ngoài, ở bên tay trái này của các bạn này. Ở lúc thì nó là số 0, lúc là số 1 này và lúc thì nó là số 2 thì cái phần tử đầu tiên của chúng ta đây các bạn này nó đang lấy theo cái giá trị index của một cái mảng thành ra rằng là nó giá trị là không tương tự thì phần tử thứ hai nó là một và phần tử thứ ba nó là hai đây các bạn này đó thì ở đây nếu như rằng là mình in ra chữ pending thì các bạn nghĩ rằng là uh, các bạn nghĩ rằng là nó sẽ in ra cái gì đúng không nào Ví dụ ở đây thì mình sẽ đặt gọi là A1 như thế này nhé Và mình sẽ đặt cái thằng A2 của chúng ta như thế này. Thằng A2 của chúng ta thì mình sẽ lấy theo thằng fulfill nha. Đấy rồi. Và để check cái đống này, để check cái đống sheet này thì mình sẽ in ra cả hai biến một lúc luôn nha. A1 bằng này, mình sẽ in ra cái thằng A1 của chúng ta này. À, A1 này, đấy rồi. Cách ra này thằng A2 bằng này. Mình sẽ in luôn cái thằng A2 của chúng ta một câu thôi. Chúng ta in ra cả hai biến luôn. Đấy rồi thì mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại. Tiếp theo nữa các bạn sẽ copy cho mình cái đường link nha và chúng ta sẽ là TS note này. Mình sẽ cho cái này và mình sẽ enter một cái xem xem rằng là chúng ta có cái gì. Ở đây thì à, các bạn nghĩ rằng là chúng ta sẽ ra cái gì đúng không nào Câu trả lời của chúng ta đây chính rằng là, là nó sẽ in ra chỉ số của mã Thì à, như mình vừa chia sẻ đấy các bạn Tại sao mà khi mà chúng ta chỉ dùng ở phía front end ấy Cá nhân mình cảm nhận thì thằng cái thằng in 5 này nó không có nhiều ý nghĩa Bởi vì rằng là các bạn thấy rằng là việc mà chúng ta dùng như thế này này Giá trị chúng ta nhận được đây chính là, là cái index của mã Nếu như rằng là chúng ta chỉ khai báo thông thường như thế này đúng không nào Thành ra rằng là thằng in 5 này ở đây này Nó chỉ có một tác dụng duy nhất thôi nếu mà nếu mà các bạn dùng ở fanen nhé mình ở fanen này ở fanen này ở fanen nhé ở Fanen thì nó chỉ có một tác dụng duy nhất thôi đấy chính là, là về cú pháp nó giúp các bạn có thể đồng bộ hóa cú pháp các bạn hình dung rằng là sau này thay vì các bạn phải hát code một cái chuỗi string như thế này các bạn hát cốt một chuỗi string tên là pending như thế này các bạn này à, các bạn hát cốt một chuỗi string pending như thế này thay vì vậy các bạn khai báo cho mình một cái i5 và tiếp theo nữa mỗi một lần mà các bạn muốn dùng cái keyword pending ấy thì chúng ta sẽ chuyển qua dùng như thế này chúng ta sẽ dùng thằng i5 chúng ta sẽ chuyển qua dùng như thế này tại sao mà chúng ta dùng như thế này nó lại hay bởi vì rằng là khi mà các bạn các bạn gọi như thế này này, cái thằng uh, trình duyệt cốt của chúng ta nó sẽ gợi ý cốt cho các bạn, cũng như rằng là thằng TypeScript nó sẽ gợi ý cho các bạn gọi rằng là chúng ta sẽ gọi tới cái thằng này. thành ra rằng là chúng ta không bao giờ bị gõ sai, nha các bạn bởi vì rằng là đôi khi ấy, đôi khi rằng là do chúng ta không nhớ cú pháp đúng không nào? Ví dụ như rằng là các bạn gõ cái từ pending này này, các bạn thiếu một chữ D đúng không? Thì như vậy rằng là cốt của chúng ta nó bị sai và các bạn hình dung rằng là chúng ta dùng cái từ pending này càng ở nhiều nơi ấy, thì vấn đề mà các bạn đi gõ lại tay ấy, thì nó có cái xác suất rủi ro nó càng cao. Đây chính là lý do tại tại sao mà người ta sinh ra cái thằng Constant cũng như rằng là đấy cũng chính là lý do tại sao người ta sinh ra cái thằng Inam này thôi ở đây thì khi nói đến đây thì mình sẽ đi search rất chi là nhanh cho các bạn cái sự phân biệt giữa thằng i5 và thằng constant nha. Sau này thì trong quá trình các bạn học với mình ấy, thì chẳng nếu như rằng là các bạn có điều gì, gì vướng mắc cũng như rằng là mình không giải đáp được cho các bạn ấy. Mình tin chắc rằng là có rất nhiều cái thì mình cũng gọi là trả lời sai cho với các bạn thôi. Ở đây thì mình không thể nói rằng là mình gọi là master hay rằng là mình là à, gọi là expert về cái thằng TypeScript được. Ở đây thì mình chỉ chia sẻ những cái gì mà mình biết cho các bạn thôi nha thì ở đây thì các bạn sẽ lên Google các bạn sẽ cho mình cái thằng TypeScript chúng ta bắt đầu này tiếp theo nữa các bạn sẽ cho mình một cái để chính rằng là, là TypeScript uh, chúng ta sẽ là constant nhé constant này constant các bạn sẽ thêm cho mình cái từ versus cái từ này này versus tức rằng là, là từ so sánh ấy thì uh, nó có một cái topic để chính rằng là, là constant versus in năm này các bạn có thể đọc ở đây nha thì uh, ở trên này thì uh, khi chúng ta gõ như vậy một cái thì ngay lập tức nó lên stack of flow này mình sẽ đọc rất chỉ là nhanh thôi việc mà chúng ta dùng như thế này các bạn này thì giống hệt như việc rằng là các bạn khai báo một biến constant và cái biến constant của chúng ta là một cái object đúng không nào? thì nó sẽ gọi tới được và chúng ta sẽ có như thế này um, chúng ta sẽ đọc cái này và lát nữa thì mình sẽ chia sẻ góc nhìn của mình nhé Bởi vì rằng là khi mình dùng với Java đấy các bạn thì nó cũng giống hệt như thế này thôi thì ở đây thì có một thằng trả lời rất là nhanh các bạn này. Đây chính rằng là, là khi mà chúng ta dùng với thằng i5 ấy nó có một điểm rất là hay. Ví dụ như rằng là các bạn định nghĩa một biến này, các bạn định nghĩa một biến và kiểu của nó là cái thằng i5 của chúng ta ấy. Nếu như rằng là các bạn các bạn nhìn thấy rằng là giá trị của nó là một chuỗi string đúng không nào? Tuy nhiên rằng là nếu mà các bạn truyền vào một chuỗi string ấy nó sẽ báo sai bởi vì rằng là kiểu dữ liệu của chúng ta ấy, nó gọi là đang là string. Còn nếu như rằng là các bạn truyền vào như thế này các bạn này, các bạn gọi thông qua thằng i5 ấy thì nó sẽ hiểu kiểu giá trị của chúng ta là i5. Thì đây chính là một điểm khá là hay nó sẽ không cho các bạn gõ tay luôn nó bắt các bạn phải dùng cái thằng i5 như thế này này thì như vậy các bạn thấy rằng là chúng ta gọi như thế này thì nó gọi là hạn chế lỗi sai nhất có thể đúng không nào chúng ta gõ tay như thế này đôi khi chúng ta gõ sai càng gõ nhiều nơi thì càng chết nha các bạn còn nếu mà chúng ta quy hết về thằng i5 như thế này thì lúc nào cái thằng thằng vs code hay rằng là trình code của các bạn ấy nó gợi ý e code cho chúng ta thì không bao giờ chúng ta có chuyện sai được thì đây chính là điểm khá là hay khi các bạn dùng cái thằng này các bạn có thể thấy rằng là cái điểm gọi là chúng ta dùng cái thằng i5 thay vì cái thằng constant ở trên ấy. đấy chính là là nó cung cấp cho các bạn những cái để chúng ta gõ gọi là nó an toàn hơn đồng thời thì nó gọi là giúp các bạn có thể cộng gộp thôi thì đây chính là cách của mình hiểu còn bạn nào mà thích gọi là thích đào sâu hơn đi phân biệt thằng Inam với thằng Constant thì cá nhân mình thì mình cũng không biết đâu các bạn có thể gọi là dựa vào những keyword này chúng ta search nha để thỏa mãn cái sức tò mò của các bạn ở đây thì có một vấn đề nữa các bạn này Như mình đã chia sẻ nếu như rằng là các bạn dùng ở frontend nó không có nhiều ý nghĩa Cá nhân mình thì mình đã được dùng thằng này ở cả frontend và ở backend Thành ra rằng là các bạn sẽ như thế này này Chúng ta khai báo ở frontend chúng ta khai báo như thế này Và backend các bạn cũng khai báo như vậy Thành ra rằng là có một vấn đề như thế này này Nếu như rằng là các bạn lưu những cái giá trị này này Đối với thằng backend thì nó hay phải sử dụng những cái giá trị như thế này đúng không nào Um, khi nói về backend thì mình sẽ nói qua một chút điểm khác biệt giữa thằng là constant và cái thằng i5 nha Đây chính là, là đối với thằng i5 ấy, nó giúp các bạn có thể viết thêm được các method nữa cơ các bạn Chứ không phải rằng là các bạn chỉ có chấm tới giá trị như thế này đâu Nó giúp các bạn có thể viết thêm các hàm xử lý với nó nữa cơ Thì đây chính là điểm khác biệt nếu mà các bạn khai báo một cái thằng hàng số ấy Thì nó chỉ là hàng số thôi Thằng i5 nó giống hệt như một cái class Đây các bạn nó cho chúng ta nhiều cái hơn nữa cơ Bạn nào mà học sâu về backend các bạn sẽ thấy điểm khác biệt thôi ở đây thì uh, như mình đã chia sẻ liên quan về phía back end thì chúng ta quan tâm tới giá trị đúng không nào thì đối với thằng fanen ấy thằng fanen thì nó chỉ nhận dạng được cái gọi là nhận dạng được ký tự chữ như thế này thôi thằng back end nó quan tâm tới giá trị mà cái chữ này mang lại thành ra rằng mà nếu như rằng là các bạn lưu các bạn lưu ở back end ấy, chúng ta lưu là một hai như thế này, này thì nó vô nghĩa đúng không bởi vì rằng là nếu mà các bạn lưu là pending fulfill hay reject ấy các bạn đọc thì các bạn sẽ biết thì cá nhân mình chẳng hạn thì mình hay lưu cái thằng này là chuỗi các bạn này và mình sẽ lưu luôn xuống database ở dưới dạng chuỗi như thế này thì nhìn nó khá trẻ tương minh. Thành ra rằng ở đây các bạn này, chúng ta không trong thực tế thì cá nhân mình thì mình không hay dùng như thế này. Trong thực tế thì mình sẽ định nghĩa những thằng này các bạn này Mình sẽ định nghĩa những thằng này là một chuỗi string Các bạn thấy rằng là nếu các bạn chỉ đặt tên như thế này này Nó sẽ là number thành ra rằng ở đây này các bạn muốn cho nó là một chuỗi string nha Thì mình sẽ gọi là mình sẽ gán giá trị cho nó các bạn này Mình sẽ gán thằng này chính là pending này Tương tự thì mình sẽ gán thằng này Mình sẽ gán thằng này nha Mình sẽ gán thằng này chính là fulfill nha Đấy rồi À uh, sorry các bạn nhé, mình sẽ gắn thằng này xuống này Và cuối cùng đối với thằng này thì mình sẽ cho nó reject các bạn này các bạn có thể thấy rằng là bây giờ ấy, mình đã cho thằng này như thế này rồi Và nếu như rằng là các bạn di chuột lại đây các bạn này Các bạn thấy rằng là giá trị của chúng ta nó đã hiện là chuỗi string rồi đúng không nào Bây giờ thì mình sẽ chạy lại nha Bây giờ thì mình sẽ chạy lại các bạn này Như vậy các bạn có thể thấy rằng là nếu mà mình đổi thằng như thế này các bạn này Giá trị của chúng ta bây giờ nó lấy như thế này Thì đây chính là tác dụng mà nếu các bạn thống nhất từ phía front end tới back end ấy Chúng ta muốn dùng những cái hằng số xuyên suốt từ tới giao diện cho tới việc các bạn lùi xuống database ấy, Thì thằng in 5 như thế này thì nó có có rất nhiều tác dụng nha tức là nó phát huy rất chịu hiệu quả thay vì các bạn gọi là đi khai tay như thế này thì đây chính là trải nghiệm của mình khi mình dùng thằng i5 thôi Thì để tổng kết lại video này các bạn này Dĩ nhiên rằng là chúng ta có rất nhiều cách để dùng với thằng i5 nữa cơ Ở đây mình chỉ giới thiệu với các bạn hai cách để chứng rằng là các bạn dùng i5 là một cái number Tức rằng là chúng ta không khai báo phần bên tay phải các bạn này và cách thứ hai để chứng rằng là các bạn đang dùng giống mình ở đây để chứng rằng là chúng ta dùng thằng i5 như là một cái string về cái thông tin của thằng i5 này các bạn có thể đọc thêm cái topic này các bạn này các bạn nhìn rằng là đây chính là trang chủ của tài TypeScript này cái trong web này là do thằng Microsoft nó viết nha các bạn có thể đọc thêm ở đây này cái vấn đề đầu tiên mình nói đấy chính rằng là, là thằng numeric in năm đây các bạn này thì việc mà chúng ta uh, chúng ta không đặt tên cho nó như thế này thì nó sẽ lấy gọi là 0123 ấy, ứng với chỉ số của mảng. cái vấn đề thứ hai mình truyền đạt với các bạn đấy chính là string in năm dĩ nhiên rằng là ở trên cái trang này các bạn nhìn sang bên tay phải của mình đây các bạn này nó có rất nhiều cái in 5 nó giải thích rất chia sâu tuy nhiên là đối với cá nhân của mình ấy, mình thấy rằng là những phần này nó không có ích cho mình để chứng lý do tại sao mình không truyền đạt tới các bạn còn nếu như rằng là các bạn thích đi mổ xẻ nó thì các bạn có thể đọc thêm ở đây nha mình vẫn để mở một topic để chúng ta giữ một cái đầu ở giữ một cái đầu luôn học hỏi nha các bạn. Thì để tổng kết lại video này thông qua các kiến thức mình truyền đạt đấy, các bạn chỉ cần nhớ như thế này thôi các bạn này. Để khai báo một thằng i5 ấy, các bạn sẽ dùng cho mình keyword cú i5. Tiếp theo nữa đấy chính là tên của thằng i5 các bạn này và bên trong nó đấy chính là giá trị các bạn muốn truyền cho nó. Nếu như rằng là các bạn truyền như thế này các bạn này nếu như các bạn truyền như thế này thì cái thằng i5 của chúng ta nó sẽ có giá trị là một cái number nha các bạn, nó không phải là có giá trị là cái chuỗi này đâu. Còn nếu như rằng là các bạn muốn gán giá trị cho nó, ví dụ ở đây thì không nhất thiết các bạn phải đặt cái tên này giống giá trị của nó đâu, các bạn có thể đặt như thế nào là quyền của các bạn. Và nếu như rằng là các bạn di chuột vào các bạn này, các bạn sẽ thấy được rằng là đây chính là cái giá trị mà thằng TypeScript biết nếu như rằng là các bạn sử dụng thằng i5 này thì đây chính là cách các bạn sử dụng với thằng string này nha. Thì việc chúng ta dùng cái thằng i5 này chỉ có một tác dụng duy nhất thôi, để chính là, là giúp các bạn có thể cộng gộp những thằng constant lại và giúp chúng ta hạn chế lỗi trong quá trình các bạn cốt thay vì chúng ta cốt tay bây giờ chúng ta dùng thằng i5 thì đây chính là lý do trong thực tế chúng ta dùng cá nhân mình thì khi mình dùng thằng i5 này ở phía funnel ấy thì mình chỉ dùng để check syntax thôi tuy nhiên rằng là do mình cốt cả funnel lẫn backend thành ra rằng là mình dùng cả ở backend nữa cơ nhờ việc như vậy thì mình sẽ thống nhất được cú pháp và lỗi của mình nó cũng ít sai hơn rất chỉ là nhiều thì đây chính là trải nghiệm của mình khi mình dùng thằng i5 này nha thì trên đây chính là chia sẻ của mình về cái thằng i5 đối với thằng TypeScript này thì trong quá trình thực hiện video này, này. nếu như rằng các bạn có điều gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu gì thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha